Rồi tình trường mình thì sao chị? Tình trường thì như có đổ vỡ một lần. Quen với ảnh thì 4 tháng thì kết hôn, không có con. Thì sau này ảnh cũng có bồ rồi, nói bồ có bầu rồi, thôi thấy mình thì chưa có con mà không có gì dính líu hết, thôi không có gì như tài sản không có, con không có, thôi mình nhường cho người ta. Nhưng em không có tìm hiểu là ấy nữa, nói là tình thôi, chỉ có tình cảm thôi mà không có giữ được thì thôi. Nhưng mà ảnh đề nghị ly hôn hay là không? Từ chia ly ảnh không có chịu. Nhưng mà hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu ạ? 3 năm. Rồi ảnh tự thú với chị, ảnh nói là ảnh có con bên ngoài hả? Có bầu, mới có bầu thôi. Ảnh không biết tính sao, ảnh nên đem con về cho nuôi nó thôi. Nếu mà lấy ai mà có con sẵn thì mình chấp nhận mình nuôi. Còn mà kiểu như đang sống với mình mà đúng đi rồi, ra ngoài đem con về là không nuôi. Thôi thà ly dị đi cho anh, để cho anh có một gia đình đầy đủ vợ con. Tại vì rất thích con nít mà thấy cảnh mà không có cha mẹ đó, cha mẹ ly hôn bỏ tội nghiệp nó, bởi vì mình không có muốn, thôi mình chấp nhận. Mà ảnh không có chịu, năn nỉ lắm, lên tòa án khóc gì nè, rồi ảnh thôi anh ký đại, anh ký đại cho anh cũng không chịu, nó để về dắt người đi khám thai có thiệt không, sợ không có thì ấy. Tôi nói ủa vậy rồi không có, rồi nếu vậy không có thì ở lại, còn có rồi mới mốt lỡ ngủ với ai nữa, người ta nói có bầu nữa về kêu nó ly có dị bầu nữa. Bởi vì em thà một lần đau còn hơn là để đau hoài, thành ra ly dị. Rồi sau này cũng có tìm hiểu mà, nhưng tìm hiểu thấy không có, cũng tính tới đường lâu dài mà người ta không tính, người ta cũng như qua đường thôi. Đi quen cái ăn cái gọi đi vô khách sạn, te te vô khách sạn, em thích cái gì mình phải có trách nhiệm với cái cuộc đó, nên thành ra mình không có thích. Thì có khi người ta chở đại vô tới hầm xe em cũng đi bộ về, nói thôi anh vô mình anh đi về chứ em không có vô. Cái kiểu đó chưa có tình cảm, chưa có gì hết trơn mà đòi hỏi vậy là không thích. Sống kiểu như trước hôn nhân là không thích. Người thì ghen tuông quá, chưa có gì hết mà mới tìm hiểu thôi, mà gọi điện cho tỉ mình đi tắm đi gì lâu lắc không nghe điện thoại được, vô là ghen tuông đồ. Thành ra ghen, mình sống thì thật sự không có thích lăng nhăng, nhưng mà người đó người ta ghen hết, kiểu không có ra cái gì hết, thành ra không có đi được đến đâu hết. Rồi cũng như không thôi, thấy gì cũng mệt mỏi quá, quen nhiều người mà cũng uống cà phê đồ rồi cũng mệt mỏi quá, thôi nhà đi làm về nhà coi tivi bấm điện thoại gì cho nó an lành. Bao nhiêu lâu rồi thì mình không có tình cảm với một ai đó? Cũng như từ ly dị tới giờ cũng có tìm hiểu thôi, chứ nhưng mà kiểu như sâu đậm là chưa có mối tình nè. 6-7 năm rồi. Anh nghe câu chuyện của chị thì anh cảm nhận như cũng thế nào? Cũng đang đồng cảm với cô. Dạ, rồi bây giờ đến câu chuyện của gia đình mình thì như thế nào? Hôm cưới vợ tới ngày hôm nay là 23 năm. Con lớn mình nay 22 tuổi. Con lớn 22 tuổi, con hai trai đứa, con gái? Hai cháu con trai hết. Vậy đứa nhỏ là năm nay 19 tuổi mà mất cách đây 4 năm rồi. Hồng ly hôn cách đây 3 năm là đứa con mất trong là Hồng ly hôn. Con mất rồi ly hôn. Rồi mình sao cháu mất vậy anh? Là nó bị tai nạn giao thông. Nói chung Hồng mới ly hôn có 3 năm thôi, nhưng mà vợ chồng không sống với nhau là còn đã 7 năm. Hai đứa con là anh nuôi hết? Nuôi hết hồi nhỏ giờ luôn. Nhiều tháng trời lắm là Hồng cũng là ăn không yên ngủ cũng được. Suy nghĩ kỹ. Cứ suy nghĩ mình làm như vậy có đúng hay là sai như thế nào đây, mình còn sợ còn lo cho con nữa. Tại vì mình lúc nào mình cũng thương con hết. Bây giờ con trai lớn anh là đang sống với ai? Học à? Ra trường ở với Hùng. À, ra trường rồi vẫn ở trường rồi năm. Thế kinh tế hai cho con mình ổn chứ, ổn định không anh? Thì nhà cửa đất vườn ở nhà là có sẵn, chẳng qua bây giờ mình đi làm vậy thôi. Nhưng mà năm nay là nói chung là thoải mái, là con nó ra trường không lo. Nhưng mà không anh định là mình sẽ lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh hay là mình về quê? Cũng tùy, ví dụ như cái bạn gái bên kia là muốn làm công việc là ở đâu, về quê làm vườn hoặc là làm trang trại chăn nuôi thì Hùng vẫn có đất vườn. Sao chị nghe tới những câu chuyện của anh thì chị đã thấy như thế nào? Thấy anh cũng như gà trống nuôi con, thì đối với em thì không thành vấn đề, nhưng mà hỏi anh có thích lập nghiệp ở trong Sài Gòn không? Hùng đã nói từ đầu rồi là muốn chỗ nào cũng được hết. Muốn chỗ quan nào? Trọng có công việc ổn định, mình có công việc làm sở thích mà. Dạ. Chứ không có áp lực phải về nhà hay là làm việc này việc kia. Thôi thì mình cứ thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp đi, rồi mình sống ví dụ về già cái đã, rồi mình hẳn tính cái chuyện nghỉ hưu, còn mình còn sức thì mình cứ ở trong này. Như anh cho em hỏi này, như tóc em nhộm hơi màu sáng, thích nhậm tóc anh có cho không? Không sao em. Bây giờ nó nói chung là anh bây giờ anh sống mọi thứ nó đơn giản lắm.
Tại vì nói chung là cũng không phải là ăn chơi gì, mà tại tóc bạc nhộm cho nó che cho tóc nó bạc trẻ đó. Trời ơi, cái đó làm đẹp nhộm lên live xíu, nhộm như cô Cát Tường cũng đẹp rồi. Nhộm em màu sáng hơn chị Cát Tường á, sợ tại vì đàn ông người ta nhìn tôi sợ thấy em giờ... vậy bề ngoài tưởng ăn chơi nhưng thực sự có ăn chứ không có chơi, có ăn nhưng không có chơi. Mình bây giờ là có tuổi rồi cho nên mọi việc mình đơn giản, không có cầu kỳ một cái việc gì hết. Hôm nay anh đi với ai vậy? Mấy đứa cháu. Hôm nay con trai có biết mình con trai biết gì? Nhưng mà cháu mới ra trường đang đi thực tập, chứ không có đi được. Dạ, con ủng hộ. Mấy tháng đầu có ok. Có ok. Rồi ba lấy vợ đi chứ ba lo gì con lo không biết. Dạ, tốt quá. Thế chị sao hôm nay mình đi gia đình có ai đi theo đi không? Đi với mẹ. Có mẹ nữa. Là mẹ từ dưới quê lên đó hả? Không, mẹ lên đây cũng như là ở nhà nho em giữ có đứa cháu và con gái. Dạ, dạ, ở dạ. Trên này thường. Dạ. Vậy Cát Tường xin mời gia đình của hai anh chị vào trong này mình trò chuyện chút xíu ạ. Dạ, cháu chào bác ạ. Dạ, bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 73 tuổi. 73 tuổi, còn khỏe quá trời luôn. Lên đây không khí bác thấy dễ chịu không? Ngọt ngạt quá. Cũng được, cũng lên được. Đi ở thường lắm. Dạ, dạ. Bác bây giờ bác ngồi bác xem rồi đó, bác cũng gặp anh bên này thì không biết nãy giờ bác suy nghĩ sao ạ? Thấy cháu thì cũng dễ thương, cũng có tình cảm. Dạ. Thì ăn lo hai đứa nhỏ theo dõi nhau đi. Nhưng mà về cái chuyện con gái mình đó thì cũng gãy đổ như vậy rồi, bây giờ vẫn sống mình rồi cũng không con cái thì bác nghĩ như thế nào? Bác có chia sẻ tâm sự với con gái mình không? Bác thì mong muốn sao? Kiếm có đôi có bạn thì cho nó dễ dàng chút. Cái sau này tôi già rồi thì nó sống mình lên đó thì cái con cả vấn đề cũng khó khăn. Dạ. Bác thì nghĩ vậy thôi. Con cũng lớn tuổi rồi, bác có khuyến khích sanh đẻ nữa không hay là thôi? Thì nó hà nó sanh sanh không không à. Rồi cảm ơn bác nha. Vậy bây giờ thì cũng hỏi ý kiến người thân rồi, đủ thời gian rồi. Nhưng mà Tường cũng muốn cho anh chị có thêm một cái cơ hội để mình hiểu nhau hoặc là mình tiếp xúc với nhau. Đây là những cái yêu cầu của chương trình. Mình bóc lá đi chị, bác lớn lên. Hai bạn ôm nhau. Gì nghẹn dữ vậy? Hai bạn ôm nhau trong 30 giây rồi nói lên cảm nhận về nhau. Chị đứng lên tại chỗ ra, em mời anh qua. Hai anh chị mình ôm nhau 30 giây thôi ha. Rồi mình coi có cảm nhận của mình về nhau như thế nào. Đứng sát vô đi anh. Tự tin lên anh. Trời ơi mà mang đôi giày cao dữ. Rồi. Nhìn anh đi chứ chị nhìn em chi. Ảnh ôm chị mà chị nhìn em chết rồi. Rồi anh thấy sao ạ? Nói chị hai người nói với nhau đi ạ. Ấm áp. Ấm áp. Chị cảm nhận như thế nào? Hồi hộp. Chị cao mét mấy vậy? Sáu. Mang giày cao gót nữa. Anh cao mét mấy? 62. Con gái mình cao lén nữa đó, rồi mang giày cao gót nữa. Tại thích đi giày cao gót. Ok, vậy thì cứ đi vậy. Anh có ngại gì không? Không. Không, bình thường. Mình bây giờ bình thường. Dạ, quan trọng là cảm xúc. Rồi, em mời anh về chỗ. Rồi, vậy mời anh đọc bốc một câu nha. Cô gái hãy thể hiện một hành động tình cảm và bạn trai yêu cầu. Bốc hơn quá ha. Dạ, anh muốn chỉ làm cái gì nè? Miền Tây chắc ca hay lắm. Miền Tây ca hay lắm. Không có biết khác. Em nào nhưng không có biết khác, đi cao trên chỉ ăn thôi chứ không. Bây giờ một là ta yêu cầu ca. Còn bây giờ thể hiện tình cảm chỉ có ca, không ca đọc thơ, không thờ nói, còn không nữa qua massage. Chắc massage mời qua. Ca với thơ. Mời qua. Chồng đi làm về ảnh làm cái gì đó, điêu khắc mọc thì ảnh mỏi tay lắm nè. Rồi, nhiệt tình vô nha. Dạ, cái tay này làm có bộ ổn á. Cái này làm cả đời làm được. Cả đời làm được hả? Em thấy cái tay là làm có bộ ngon á nha, vô đúng khớp á. Chất lượng đó. Tôi dân massage chuyên nghiệp, tôi nhìn thấy ổn rồi đó. Cảm nhận sao anh? Thấy nó khỏe người hả? Massage mà người nó khỏe. Cảm ơn em. Rồi mình massage cho anh ta mình thấy sao? Mắc gỡ nữa. Thì coi tôi có làm sao để cho massage cả đời làm. Đúng rồi, thật sự là ông mới là người quyết định nha. Nhưng mà nãy giờ là anh hên quá à. Anh ôm nè, rồi anh được massage nè. Bây giờ anh em nghĩ là không cần chương trình yêu cầu, anh có món quà gì tặng cổ anh. Nãy anh yêu cầu cổ hát, cổ không hát, giờ anh hát đi. Thuyền xa sông, thuyền tìm xa biển lớn. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồng bã?
Có phải em vội quên đi tất cả? Anh sông thuyền thủy chung một bên đò. Em biết chăn ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lấn đơn. Về bên anh không ồn ào sóng cả, chỉ hiên hoa nghiêng ngả nàng tình anh. Trời ơi, nhanh chăm chú im ru không thở luôn vậy. Thay sao? Có thở chứ. Thay sao? Giọng cũng ngọt ngào. Cảm xúc quá ha. Thời gian chương trình để dành cho hai anh chị cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ là đến lúc hai anh chị quyết định. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường nha, nếu anh chị đồng ý hẹn hò thì mình bấm thật mạnh. Nếu anh chị không đồng ý thì mình lấy tay ra. Mời anh chị đặt vào nút bấm á. Nắm nhắm. Lên đây là mình đã có cái duyên rồi. Mình cho nhau cơ hội. Rồi nhắm mắt lại đi anh chị. 1 2 3 3 Hết thời gian. Anh ơi, anh sợ chị không bấm hay sao mà phút cuối anh mới bồi thêm một câu cuối à? Nói chung là mình cũng không có đặt nặng một cái gì hết, cái tiêu chí mình cũng không quan trọng. Dạ. Rồi, mời hai anh chị đứng về một phía. Em chúc anh chị luôn được nhiều sức khỏe.